Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho cả nhà cái giống bông trang đỏ mà loại siêu bông. Cái lá của nó thì to hơn bông trang Thái mình một chút. Nó khác loại trang đỏ nha mấy bạn. Đây, loại siêu bông. Cái cánh của trang Thái đỏ bình thường của mình đó, thì cái cánh hơi ốm ốm. Còn cái cánh này thì tròn bầu hơn, to hơn. Đó, các bạn thấy cái cây giống loại siêu bông. Bông sum xê từ đầu cho tới khúc ở dưới gần gốc cây cũng có bông luôn. Siêu bông nha các bạn. Đó. Rồi, buổi sáng mình quay sơ lược cho các bạn xem. Để nắng lên đó, đủ ánh sáng mình sẽ quay gõ chi tiết lại và thuyết minh chi tiết lại cho các bạn nắm cái loại giống này. Các bạn theo xem bông trộn như cái một bông tú cầu. Rồi, mình mới bye các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới làm việc thật là vui vẻ. Bye bye.